Đàn ông thường nói rằng họ rất đơn giản, cứ gái đẹp là họ thích. Thực ra chị em phụ nữ chúng ta cũng chẳng phức tạp lắm đâu. Nhưng phụ nữ đòi hỏi cao hơn một chút. Trai đẹp mà không có tài năng thì chẳng khác nào một bức tượng cả. Phải trai đẹp, đá bóng giỏi hay làm cái gì giỏi thì mới giải quyết được vấn đề. Còn ghế chưa? Ghế chưa? Nào, hãy cùng đến với danh sách những chàng cầu thủ Việt Kiều vừa đẹp trai vừa tài năng trên sân cỏ Việt Nam. Chị em chuẩn bị smartphone, điện thoại các kiểu để tìm info các anh chàng nhanh còn kịp nhá. Vì chúng tôi hứa hẹn không chỉ có những gương mặt quen thuộc mà còn những gương mặt mới tinh luôn. 1. Tạ Văn Lâm. Chàng Việt Kiều đứng top 1 không thể ngoài ai khác là thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam, Lâm Tây. Chưa bàn đến nhan sắc, nhưng tài năng bắt bóng của Đặng Văn Lâm cũng đã khiến các fan girl phải trầm trồ rồi. Chàng cầu thủ 26 tuổi khiến chị em mê mệt với vẻ ngoài ngoại quốc, ưa nhìn và sở hữu hai dòng máu Việt-Nga. Cùng đó là thân hình sáu múi với chiều cao 1m88. Lâm Tây được các đồng nghiệp gọi anh là chú gấu Nga chính hiệu. Xuất thân trong gia đình, có bố mẹ đều làm hoạt động trong làng nghệ thuật. Chính vì vậy, Đặng Văn Lâm được thừa hưởng giọng hát hay trầm ấm, cung tài chơi guitar cực hay. Chưa hết, anh còn biết nhảy nhót và là một TikToker kỳ cựu đây nhá. 2. Mạc Hồng Quân. Ở vị trí số 2, cầu thủ đã từng làm mưa làm gió dư luận về chuyện tình cảm là cầu thủ Mạc Hồng Quân. Có một thời gian, ở Việt Nam rộ lên phong trào đưa các cầu thủ Việt Kiều trở về Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên, không phải ai cũng được đào tạo ở nước ngoài, cũng có thể thích nghi và thi đấu tốt tại môi trường bóng đá Việt Nam. Mạc Hồng Quân chính là cái tên duy nhất lúc đó đã được thành công khi về nước thi đấu. Sinh sống tại Cộng hòa Séc khá lâu, khi trở về Việt Nam, anh là một gương mặt sáng giá khi sở hữu gương mặt điển trai như diễn viên điện ảnh, gương mặt thu hút ánh nhìn, góc cạnh và phong thái đĩnh đạc. Anh đã từng khiến nhiều chị em gục ngã trước nhan sắc nam thần của mình. Vẻ bề ngoài đẹp trai cũng đã khiến anh nhiều lần vướng phải những chuyện không hay về tình cảm. Hiện tại, tiền vệ Than Quảng Ninh đã yên bề gia thất với siêu mẫu Kỳ Hân. Cầu thủ Việt Kiều Matilo chính là gương mặt lọt top 3 lần này. Có bố mẹ đều là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên tại Australia. Matilo sinh năm 1997, từng học bóng đá ở Úc và chơi trong màu áo của Western Sydney ở giải vô địch quốc gia Úc. Hiện tại, anh đang chơi cho câu lạc bộ Hải Phòng. Trong cầu thủ sinh năm 1997, có lần đầu tiên khoác áo U23 Việt Nam khi anh được trợ lý của thầy Park tung vào sân ở phút thứ 89 trận giao hữu với U23 Myanmar. Dù chỉ mới có 5 phút ít ỏi ra sân, Martinez vẫn đủ thời gian để lại dấu ấn với cú sút trúng xà ngang đẹp mắt và gương mặt đẹp trai, ưa nhìn chuẩn Đông Nam Á, khiến chị em phải truy tìm info ngay trong đêm. Tiêu E-san là cái tên đặc biệt trong thành phần U22 Việt Nam được triệu tập mới đây. Chàng cầu thủ này mang trong mình hai dòng máu Pháp Việt, chiều cao ấn tượng 1m82 và đang thi đấu ở đội 1 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi tập luyện mới đây, cầu thủ sinh năm 2000 thu hút được rất nhiều ống kính của giới báo chí khi sở hữu vẻ điển trai, nước da ngăm, mũi cao, bờ vai rộng, mời chị em tựa vào và phong cách chuẩn xoái ca, không kém gì những tài tử châu Âu. Ngoài bóng đá, cầu thủ này còn thử sức với công việc mẫu ảnh tại Sài Gòn. Hãy cùng ngắm nhìn một số hình ảnh của chàng cầu thủ trẻ tuổi này nhé. Ariano Smith, sở hữu nhan sắc cực xoái tây. Ariano Smith xứng đáng được lọt top 5 những cầu thủ Việt Kiều đẹp trai khiến chị em mê mệt. Cầu thủ Việt Kiều Ariano Smith cao 1m85, có cha là người Việt, mẹ là người Đức. Anh được sinh ra và lớn lên ở Đức, hiện đang thi đấu trong biên chế của câu lạc bộ Hải Phòng. Ariano sở hữu phong cách lịch lãm, đôi mắt sâu khiến chị em muốn chìm luôn trong đôi mắt này. Cùng đó là gương mặt góc cạnh, nét nào ra nét nấy, tổng thể là sự kết hợp hài hòa giữa sự nam tính và lãng tử. Andre Nguyễn, Nguyễn Hùng Anh, gương mặt tiêu biểu là vào top 6 là Andre Nguyễn, với tên Việt Nam là Nguyễn Hùng Anh. Anh gia nhập câu lạc bộ Hải Phòng vào đầu năm 2019 và được đăng ký lượt về của V-League 2019. Là đàn em của Đặng Văn Lâm nên chàng cầu thủ này cũng ngon dai không khác gì đàn anh của mình. Chàng cầu thủ sinh năm 1998, có bố là người Việt, mẹ là người Nga, sở hữu chiều cao 1m74. Dù không quá nổi trội nhưng gương mặt của anh khiến chị em mê mẩn. Nhan sắc không cần mô tả nhiều, nhưng sau những tấm hình này, chắc hẳn chị em muốn ăn tươi nuốt sống ngay từ những xuất hình đầu tiên. Hình ảnh chàng trai hot boy Lai Nga được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, khiến các fan girl yêu bóng đá lùng sục tìm info để theo dõi. Anh Nguyễn từng thi đấu trong màu áo của Hoàng Gia Lai, dù với thời gian ngắn nhưng anh đã gây thương nhớ với bóng đá Việt Nam, kể cả về chuyên môn lẫn nhan sắc của mình. Là cầu thủ người Mỹ gốc Việt, sau khi thi đấu ở Việt Nam, anh đã và đang tiếp tục sự nghiệp quần đùi áo số của mình ở cả nước ngoài khi đang là chân sút đắt giá của Los Angeles FC. Với vẻ ngoài thu hút ánh nhìn, tài năng trên sân cỏ đã khiến cầu thủ này lọt vào mắt xanh của không ít fan girl từ hồi còn rất trẻ.
Dư Ly Nguyễn đã 33 tuổi nhưng anh không hề bị lu mờ kể cả về chuyên môn lẫn thể hình. Gu ăn mặc trưởng thành đúng kiểu đàn ông từng trải khiến chị em vẫn chất mê chất mệt như những ngày đầu. Trên đây là những gương mặt cầu thủ Việt Kiều được đánh giá có nhan sắc khiến chị em phải lùng sục tìm info ngay khi chỉ với 3 giây lìa cam. Bạn cảm thấy cầu thủ nào ngon nghẻ, đẹp trai nhất? Hãy cùng comment bình chọn ở phía dưới và đừng quên ấn subscribe và nhấn chuông kênh của chúng tôi nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở... trong tình huống này.
Hà Nội. Cuối cùng, mọi thứ đã kết thúc với đội chủ nhà.